chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda NX100 lột xác một loạt những món đồ chơi hàng hiệu đến từ xứ chùa vàng. Lại thấy hình là nhỏ nhắn, bắt mắt. Cái chiếc NX100 thường được các tay chơi đậu lại với nhiều phong cách khác nhau, từ việc biến hình nó thành sport bike thu nhỏ hay là enduro thu nhỏ, với việc trang bị nhiều món đồ chơi là cao cấp, cho người nhìn cái cảm giác đây là một cái chiếc xe mô tô thụ. Và có điều, nó lại có thân hình là gọn nhẹ và rất thú vị. Bản đồ Honda Beat trong clip này thuộc sở một cái shop dọn xe nổi tiếng ở đất Thái, mang phong cách là chế mũ phong cách, được nâng cấp rất nhiều món đồ chơi trị, phần nào nâng cấp đánh giá, cũng như đem lại hiệu năng mạnh mẽ, khác biệt. Ngoài việc giữ tổng thể gần như nguyên bản về phần nội công, thì bản đồ này được chủ xe mạnh tay dọn dẹp để lo một cái sự lạ mắt hơn, độc đáo. Và tất nhiên, giá trị của nó cũng được nâng cao lên. Tàu nâng xe được phủ lên màu đỏ bạc nổi bật mỗi khi lướt đi trên phố. Trên cái nền màu đen để ấn tượng, chủ xe khoác lên cho em nó một bộ tem phối màu cách điệu. Phần chó đèn trước được chế mũ lại với thiết kế ở giữa một cái bộ bi cầu trắng làm ánh sáng chủ đạo cho lực xe di chuyển trong đêm. Tư thế lái của chiếc xe thay đổi rất nhiều bởi cái cụm ghi đông đã được thay thế bằng cái chất liệu CNC. Như là nguyên bản MX dùng cái ghi đông dạng flashback, giống như một cái chiếc knickerbike cho tư thế lái là thể thao, giống như những cái mẫu Sport City hiện nay. Đi kèm cùng cặp tay thắng kiểu Rambo tích hợp bình dầu liền, cái kính của CIC đẹp mê ly không tưởng. Dường như với những cái chiếc xe độ nhiều đồ chơi, ta thường thấy chú trọng việc nâng cấp cái dàn chân cho em nó. Và cái chiếc MX trong clip này không ngoại lệ, cái được tích hợp thêm heo cố Denhis hai bit đối xứng và sau không cái không nhớt nằm ở trước cái đầu bò bất cục máy, cái bộ bảo vệ lốc nồi thương hiệu của Mutaru, trang bị bộ số kỹ đơn CNC cùng với cái tông màu vàng với hàng loạt những bộ tùng CNC khác trang bị cho lốc máy. Cái bộ OS bình dầu nằm trên là một thương hiệu đồ chơi nổi tiếng trên đất Thái, rất nhiều tay chơi xe ở nước ta cũng ưa chuộng. Chiều dài của góc sau chiếc xe cũng được gia tăng khi cái góc dài giúp cho xe trông thể thao to lớn hơn, khỏe khoắn hơn rất nhiều. Và vì được kéo góc dài sau, âm thanh của xe cũng trở nên khác biệt hơn, tiếng nổ máy cũng sinh lực hơn với cây bô độ dành riêng cho cái chiếc MX. Cái cặp bô này đặt cũng rất là gọn gàng. Kawasaki KA110 thân xác cổ điển với những món đồ chơi hiện đại. Cái chiếc Kawasaki KA110 là một trong những dòng xe hai thì mang sức mạnh khủng khiếp thập niên 90. Cho đến nay, dòng xe này vẫn được các biker ở nước bạn là ưa chuộng, lột xác bằng những bản đồ đầy ấn tượng, vẻ ngoài đến động cơ. Dẫn chứng điều đó, cái chiếc Kawasaki KA110 được chuyển về dưới đây. Với tuổi đời lâu, việc giữ nguyên vẹn ở thiết kế dàn áo là quá tuyệt vời rồi. Về màu sắc trên bộ tem thì được chủ nhân trang bị lại với một cái gam màu trắng cam được phối màu hài hòa với nhau. Đi kèm đó là những món đồ chơi các trên xe một cách là hài hòa, vừa mang lại hiệu năng cho em nó mà còn chiếc xe trở nên đẳng cấp hơn, hầm hố rất nhiều. Phần đầu thấy được con chiến mã cố định bằng 4 chốc rô tì, tay lái được thay đổi với cụm tay thắng tay còn thương hiệu của Rambo, đặc biệt cái dụng cụm Rambo đi kèm với bình dầu rời. Việc nâng cấp bộ cụm thắng này giúp kiểm soát phanh tối ưu hơn, cũng như tay còn việc bóp trở nên là dịu nhẹ hơn, thực hiện những bước sang số cũng linh động hơn. Ghi đông cũng được tạo điểm nhấn một loạt ốc kiểu vàng vương niệm được cố định với các chi tiết, mang lại sự sang trọng cho chiếc xe. Thay thế bằng đúc nguyên thủy, chủ xe đã bứt phá bằng trang bị cặp bánh căm siêu mỏng với cái niềng nhôm Falcon Argon, cái màu titan là cực đẹp. Việc xuống bánh căm thế này giúp cho cái trọng lượng xe giảm đáng kể, vì đó mà việc gia tốc sẽ nhanh hơn, nhưng với cái nhược điểm của nó là dễ bị sàn lắc với những độ cao, hoặc là ôm cua dễ bị mất lái do bỏ xe tiếp xúc mặt đường quá ít. Hệ thống phanh được nâng cấp mạnh với đĩa Rakitec kết hợp cầu heo Rambo gắn hoàn chỉnh, cố định qua các phát nhôm CNC được canh rất chuẩn trong từng chi tiết. Đi kèm đó là dây dập S, toàn bộ được cố định bằng ốc vàng đẹp. Việc kiểm soát sang số trở nên linh động hơn, cũng như dáng ngồi trở nên hào hơn khi chủ xe trang bị số kỹ đơn DKT Sơn Osaki với gam màu xanh lá phản quang đẹp. Ống xả của SMN là một dòng bô đặc trưng hai thì, nó cho ra thứ âm thanh tề tái, chân thực, quy luật hơn rất nhiều.
Cảm ơn bạn dõi này là trực tiếp, nhớ like, subscribe.